Xin kính chào quý vị và các bạn. Lời đầu tiên tôi không quên gửi tới cô chú anh chị cùng các bạn gần xa một lời chúc bình an, vui khỏe, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống. Hôm nay tôi lại tiếp tục ngồi đây quay trở lại với các bạn với một thông tin rất là nóng và rất là đau lòng. Đó là một vụ một em bé mới 14 tuổi học lớp 9 đã bị bạn trai học cùng lớp cưỡng hiếp nhiều lần và sau đó phát hiện đã mang thai là hơn 14 tuần tuổi. Một vụ việc xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa mấy ngày qua làm chấn động dư luận. Sau đây tôi kính mời các bạn hãy cùng lắng nghe và theo dõi chi tiết câu chuyện này. Thưa các bạn, và công an cũng là đang vào cuộc để điều tra vụ việc này. Và theo đơn trình báo của gia đình là nữ sinh là cháu là được giấu tên, đó là cháu A, sinh năm 2006, là học sinh lớp 9B, trường trung học cơ sở là thị trấn, thị xã là Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, bị bạn trai cùng lớp đã cưỡng hiếp nhiều lần và dẫn đến là bé đã có thai gần 15 tuần tuổi. Đây là một sự việc mà đã xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa trong những ngày qua làm chấn động dư luận. Và trao đổi với các phóng viên báo Dân Việt á, thì lãnh đạo công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa là xác nhận và đã tiếp nhận đơn của là gia đình của cháu A. Và cháu A thì học sinh của lớp 9B, trường trung học cơ sở là thị trấn, thị xã là Nghi Sơn, Thanh Hóa, tố cáo là bạn cùng lớp cưỡng hiếp nhiều lần dẫn đến có thai là gần 15 tuần tuổi. Hiện công an thị xã và đang tiến hành là xác minh các bước tiếp theo. Và bà Vũ Thị Cẩm 76 tuổi là ở tiểu khu 5, phường là Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa là bức xúc cho biết bà là cháu ngoại của là bé D, bé A. Hiện bé A là mồ côi là cả cha lẫn mẹ. Và bố cháu đã cất ca là mất cách đây là hơn 10 năm. Và sau đó thì mẹ cháu lại tiếp tục là mất 6 năm rồi. Hai vợ chồng đều mắc những căn bệnh hiểm nghèo không qua được. Và để lại cho là bé mồ côi cha lẫn mẹ. Và bé có một người anh. Và người anh hiện nay thì cũng là sinh năm 1997. Hiện là đang làm là công nhân. Và bà ngoại bà vừa nói, bà vừa kể lể, bà khóc lóc rất là nhiều, bà không ngăn được dòng nước mắt là chua xót đắng cay. Đó. Thời gian gần đây á thì bà thấy là bé A là có những biểu hiện bất thường và thường xuyên sợ sệt, đặc biệt là bà thấy bụng là bé là to hơn, đó to hơn, nên là bà là nói với con gái của bà đưa cháu đi là khám như thế nào và cầm kết quả siêu âm. Cả gia đình nó rất là bàng hoàng, không thể là tin nổi, là bắt mình được nữa, là khi kết quả là siêu âm là cho thấy là cháu A đã mang thai là khoảng là 14 tuần tuổi 6 ngày. Đây là một sự việc là gia đình là hết sức là bàng hoàng. Và sau khi á, là bà ngoại là gắng hỏi cháu á, thì cháu cho biết là khoảng vào chừng tháng 5 năm 2020 á, thì có hai bạn học đó cùng lớp được giấu tên các bạn và đến rủ cháu tham gia các hoạt động là của trường, của lớp. Nhưng tuy nhiên hai bạn này không đưa là cháu của bà đến trường mà đưa cháu A này đến một nhà người bạn học cùng lớp tên là S. Khi đến nhà của bạn S thì là đã thấy là bốn bạn đang ngồi ở đó nữa, đang đợi sẵn. Và tại đây thì nhóm học sinh này đã đe dọa và ép buộc là cháu của bà phải quan hệ tình dục với là một học sinh cũng giấu tên ở trong trường. Những thành viên còn lại có nhiệm vụ là cảnh giới. Là bà Cẩm là nghẹn ngào là cho biết như vậy. Thực là xã hội ngày hôm nay không thể ngờ được. Đúng không các bạn? Tôi vừa rồi
Tuần trước tôi có gửi cho các bạn một vụ hiếp dâm cháu bé 12 tuổi mang bầu 8 tháng. Đó, ngày hôm nay học sinh trong trường đã học lớp 9 tự là cưỡng bức hiếp dâm. Đúng là suy đồi đạo đức của tuổi trẻ bây giờ là rất là nhiều các bạn ạ. Đó, và trao đổi với phóng viên đó, là Dân Việt thì cho biết là khoảng tháng 5 năm 2020 đó. Đó thì là bé đã là bị cưỡng hiếp lần đầu tiên. Đó. Nên là cùng theo là cháu A là cho biết á là tiếp đó khoảng là tháng 6 năm 2020 cùng tiếp là hai bạn nữ nữa. Hai bạn lần trước đó là tiếp tục đến là rủ cháu đi. À, cùng là đi đến là nói là đi học ngoại khóa. Nhưng tại đây cháu vẫn thấy đầy đủ là bốn bạn vừa rồi. Lần trước là tháng 5 á là cùng ở đó. Và tiếp tục là bắt phải quan hệ tình dục. Đó, với là cái bạn trai lần trước nữa. Thì tôi thấy cái này chính quyền cơ quan an ninh cha mẹ ở nơi đó không biết thế nào mà để câu chuyện liên tục xảy ra như vậy, là mấy cháu tất cả là đến là 6 cháu, tức là 5 đứa ở ngoài cánh cửa, còn một đứa ở trong là cưỡng dâm con bé này, là cháu A này, là từ tháng 5 đến là tháng 6. Đó, và sau đó ở nhà của là bạn S thì là bạn ăn ngờ á, lại tiếp tục đe dọa và thực hiện hành vi quan hệ. Đó là lần thứ hai. Đó, và cùng theo là bà Vũ Thị Cẩm á, sau khi phát hiện sự việc là cháu A của bà là mang thai, gia đình bà đã đến nhà là cái đứa mà hiếp dâm cháu đó. Khi đó là cháu ăn ngờ này cũng thừa nhận hành vi của mình, nhưng gia đình cháu ngờ bỏ mặc không nói lời nào. Các bạn thấy không? Tức là khi bà đã biết là người con trai học cùng lớp đó mà cưỡng dâm bé đó, thì bà đến nhà nói, nhưng cha mẹ của là bé này, bé trai này là không nói hòa gì là về cái vụ việc của là bé A là có mang bầu. Đó, thấy là rất là cái bậc làm cha làm mẹ vậy là không có được rồi, phải không các bạn? Đó. Và ngay từ khi học lớp 7 á, thì cháu A đã bị các bạn cùng nhóm trên, trong đó là có bạn K học cùng lớp, nhiều lần là sàm sỡ. Cháu về có kể lại và gia đình đã lên trường báo với các cô giáo chủ nhiệm. Đó, và khi đó cô giáo đã xin gia đình không làm đơn báo nhà trường và hứa sẽ là chấn chỉnh sự việc trên. Vì nghĩ là đến môi trường giáo dục và lời hứa của cô giáo nên ông ngoại cháu đã bỏ qua. Bà Vũ Thị Cẩm nói như thế, như vậy. Tức là hồi lúc học lớp 7 thì sự việc có là xảy ra sàm sỡ trong trường rồi, vậy mà cô giáo lại nói những lời đó, đề nghị chính quyền địa phương đó hãy vào cuộc, công an phải vào cuộc với cái nhà trường này, làm như vậy là không được rồi. Đó, và ông Lê là Trương Được, chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn là Thanh Hóa cho biết, hiện Ủy ban Nhân dân phường đã nhận được đơn tố cáo của là gia đình cháu A. Sau khi tiếp nhận là thông tin là công an phường Hải Hòa đã báo cáo công an thị xã Nghi Sơn phối hợp tiến hành xác minh. Hiện công an đã triệu tập những người có liên quan. Đó, vụ việc vượt quá thẩm quyền nên công an phường đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho là công an thị xã Nghi Sơn là Thanh Hóa là thủ lý giải quyết vụ việc này. Đây là vụ việc quá nghiêm trọng. Đó, nhà trường dạy bảo đã có một lần như vậy rồi mà nhà trường cũng lặng để bỏ qua, đến giờ hậu quả là xảy ra như thế này thì nhà trường này chắc chắn sẽ bị kỷ luật. Đây một điều là cảnh báo cho các bậc phụ huynh và nhà trường rất là nhiều. Các cháu bây giờ còn nhỏ xảy ra những cớ sự quá đau lòng làm cho chấn động dư luận Thanh Hóa là những ngày qua đó các bạn. Và câu chuyện này đến đây thì vẫn chưa kết thúc, để xem công an vào xử lý như thế nào. Tôi sẽ cập nhật những thông tin mới để tôi sẽ gửi tới cho các bạn nắm bắt được những là sự việc đau lòng này. Và tôi cũng rất cảm ơn các bạn những ngày tháng qua là luôn ủng hộ, đóng góp ý kiến là cho kênh của tôi. Và tôi cố tiếp thu để cố gắng cập nhật những thông tin chính xác, đó, nóng nhất, nhanh nhất, và làm những video là chính xác hơn
để gửi tới phục vụ cho quý vị và các bạn trong nước cũng như là ở ngoài nước. Tôi xin chân thành cảm ơn. Đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại.